Lễ Phật Thế Atula và Thiện Thần. Giải thích: Atula là Phạn ngữ, có nghĩa là phi thiên, là loài tu phúc không tu đức, nằm trong đức xấu, hung hãn hiếu chiến, tâm sân nặng, thần mặc giáp hộ vệ, nữ thì xinh đẹp nhưng tâm tật đố mạnh. Đó là giảng về Atula trên trời. Nhân gian cũng có Atula. Hễ nam nữ nào ưa đấu đá, nhiều tật đố, sân si thì đó là Atula. Ai ưa đem quân đi cướp tài sản nước khác thì chính là Atula ở nhân gian. Vị vua của quốc gia ưa đấu đá này chính là Atula Dương. Còn ai đối với các nước bị nguy nan luôn có tâm muốn giải cứu, giúp đỡ, trợ giúp vô vụ lợi thì vị lãnh đạo quốc gia đó là Đại Bồ Tát. Trong loài vật cũng có một số trâu, bò, gà đá, ngựa chứng, sài lang, hổ báo, nghĩa là những loài có tính hiếu chiến, tàn nhẫn, hung ác, thảy đều là Atula phúc tận bị đọa vào. Xem như chúng sinh trong lục đạo đều có đủ nơi nhân gian, cho nên người học Phật trước tiên phải tuân giữ quốc pháp để không sa vào nhà giam, vì lao ngục nhân gian chính là địa ngục trần gian. Người không làm ác, toàn làm lành, việc gì cũng nghĩ cho lợi ích của quốc gia, luôn đặt lợi ích nhân dân, quốc gia trên hết, thậm chí còn hy sinh thân mạng cho tất cả. Những gì này chính là Bồ Tát ở nhân gian. Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ ghi: rồng thuộc loài súc sinh, những người hay sân si nhưng có tạo phúc, chết rồi sinh làm rồng. Rồng có hai loại, pháp hành Long Dương và phi pháp hành Long Dương. Nếu gọi theo thế tục thì là ác long và thiện long. Rồng có rất nhiều loại. Ở trên đất hoặc trên không, chúng cư trú trong nước hay chỗ núi non xinh đẹp. Còn có Long Dương một đầu, hai đầu, thậm chí nhiều đầu. Long Dương không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân. Còn có Đại Long Dương chuyên hộ trì Phật Pháp. Rồng trên trời là Thiên Long ưa hộ Pháp. Hải Long trụ ở Long Cung, nơi biển cai quản các loài thủy tộc. Còn có rồng chuyên làm mưa, rồng giữ kho báu, vân vân. Vào thời cổ đại, rồng thường hiện hình trong nhân gian. Nhưng hiện nay do nhân loại quá hiếu sát nên rồng luôn ẩn thân, dù chúng có thần thông. Nếu dùng thiên nhãn quan sát sẽ thấy trên trời có kim long, bạch long, cũng có hắc long. Còn trong biển lớn thì có thanh long. Dung nhan rồng tùy thuộc vào phúc báo tu hành của nó. Đời trước đa số chúng đều là người tu, do lòng dâm hừng thịnh, tu không giữ giới nhưng còn phúc báo nên mang thân rồng. Nếu quá khứ chúng tu hành tốt thì sẽ mang thân kim sắc. Nếu có tâm kiêu mạn, nóng nảy, hiếu chiến thì mang thân màu xanh, lam, đen. Rồng rất ưa dâm dục, nhưng nếu gặp Phật Pháp thì cũng dũng mãnh tinh tấn tu. Nhưng đa số thường bốc đồng, sốc nổi, có tính đầu voi, đuôi chuột, nghĩa là mới đầu thấy ồ ạt vậy đó, nhưng sau lại phai nhạt dần. Trong hàng rồng vàng có loài đầu thai vào dân gian làm hoàng đế, do tập khí đa dục nên hãy thấy mỹ nữ thì rất ưa. Do vậy mà tam cung lục viện của vua chứa thê thiếp sùm. Từ sau Tần Thủy Hoàng cho đến vị vua cuối cùng Triều Thanh, đa số các ông vua thọ mệnh chẳng tới 30 tuổi, do bởi thói đa dục mà bị yểu mạn. Chết rồi thì sa vào địa ngục thọ khổ, phải ôm trụ đồng cháy đỏ, có độ nóng cao gấp ngàn vạn lần lò luyện thép. Do nghiệp lực nên tội nhân thấy trụ đồng đỏ lửa kia là mỹ nữ khỏa thân, nên hứng hở chạy tới ôm, lập tức bị trụ đồng thiêu cháy, đau đớn tột cùng và lìa đời. Rồi xảo phong thổi cho sống lại, họ lại thấy mỹ nữ, quên hẳn nỗi đau cũ, lại chạy tới ôm, rồi lại bị thiêu chết. Cứ thế họ phải diễn mãi hình phạt này, một ngày một đêm vạn lần chết đi sống lại, nhiều kiếp chưa ra khỏi. Nam nữ ở thế gian, những ai sống chẳng thủy chung, không giữ đạo vợ chồng, sống mà phóng túng tình dục, loạn dâm vân vân, sau khi chết rồi đều phải vào ngục này. Nữ thì thấy trụ đồng cháy đỏ là nam nhân tuấn tú khỏa thân, nam thì thấy trụ đồng là mỹ nữ lõa thể, nên thảy đều vui mừng chạy tới ôm, cứ thế mà bị chết thiêu. Các nam nhân loạn dục, đa dâm, loạn luân sẽ phải thọ mãi hình phạt này. Mặc dù rồng có thần thông, nhưng ta không nên ngưỡng mộ chúng. Bởi cho dù có là hạng thiên long thượng đẳng đi nữa,
thì chúng cũng chỉ là súc sinh ở trên trời mà thôi. Hơn nữa, loài này cũng phải chịu đủ loại khổ báo. Ngài Hư Dân từng kể câu chuyện như sau. Om ha ha ha, Un sam mo di so ha.